và chúng ta trải qua một năm rất là khó khăn. Tay đau lòng của tôi. Và bây giờ là lúc chúng ta nói ra nó. Đêm cho ta một chiếc cao rộng để ta thỏa mộng đường xa, mang chiếc thân anh đem lại lao động vượt qua cuộc sống từng ngày mà. Từ từ mà trời sương rơi ngày còn chưa tới, tới khi phố xa đã sáng đèn, hoài bão lòng mình trong tranh nhiều lần chưa vơi, kể cả đời hai một trăng đen. Đêm cho ta một chiếc cao rộng để ta thỏa mộng đường xa, mang chiếc thân anh đem lại lao động vượt qua cuộc sống từng ngày mà. Từ từ mà trời sương rơi ngày còn chưa tới, tới khi phố xa đã sáng đèn, hoài bão lòng mình trong tranh nhiều lần chưa vơi, kể cả đời hai một trăng đen. Mang theo nỗi lo cơm mau, cả bằng tiền nhọc nhằn hằn học trên vai. Mơ một giấc mơ đời thương thành công, ngày nào đó sẽ gọi tên ai. Nhiều lần từng bao trái mình mặc kệ thế giới, chỉ còn đâm nhạc cái bên tai. Đêm thơ cuốn sách vẫn gối ở đầu giường, cái sẽ không tốt thì đến ai. Trở lại tiếng cười đôi giữa là trách móc, cho cái đường lên thay vì nằm mà than khóc. Cho sự mở mang chứ không phải là tốc độ vượt bay rồi ngại, nhưng đời có ai khóc hô. Vì những lỗi lầm thì phải biết và sửa sai, anh em đứng lên vẫn cứ là vai kề vai. Hai on the beat bao to như là dầu beat, vì nguồn năng lượng này được lấy từ mình sai. Đêm cho ta một chiếc cao rộng để ta thỏa mộng đường xa, mang chiếc thân anh đem lại lao động vượt qua cuộc sống từng ngày mà. Từ từ mà trời sương rơi ngày còn chưa tới, tới khi phố xa đã sáng đèn, hoài bão lòng mình trong tranh nhiều lần chưa vơi, kể cả đời hai một trăng đen. Đêm cho ta một chiếc cao rộng để ta thỏa mộng đường xa, mang chiếc thân anh đem lại lao động vượt qua cuộc sống từng ngày mà. Từ từ mà trời sương rơi ngày còn chưa tới, tới khi phố xa đã sáng đèn, hoài bão lòng mình trong tranh nhiều lần chưa vơi, kể cả đời hai một trăng đen. Đêm lại sẽ thêm cố gắng làm gì khi mà không chạy vạch đích cơ xa, khi đi xa đến mấy cũng phải có chuẩn bị, chuẩn chỉ là thứ mà tao chẳng được từng ly. Không chỉ có một mà là hàng ngàn xa số, áp lực tiền lên có khi bao ba sai số. Cái nơi làm gì lẳng lặng bước đi, đến lúc bước pha mày cứ nghĩ đi. Vặn tay lên chán mà ngẫm, có những mục tiêu mày thấy mày vẽ, rồi thì làm sao mà mày đạt được. Hiếm như cổ tịch chờ thấy mà chẳng nghe, lần mò tìm tôi như lúc ta thấy vô vọng. Gào thét quá nhiều cũng là lúc ta khô họng, đặt trên lên stay cũng là lúc ta hồng khô. Cầm trên cây mai giờ là lúc để sổ giọng. Chất cháy mất bao lâu làm xong, phát xuống thêm năm điều hỏa lên nòng. Bên phòng đã có sao phải nghe mà không chơi ra, nhập quỹ đạo bước sang trang mới. Đây không phải là nhạc, đây là trải lòng, cũng là áp lực không biết phải không. Mỗi người một ý, ta cũng không chắc, luôn có trong đầu từ lúc tôi tới chỉ khuya. Và đây, tôi muốn chia sẻ với mọi người, vì đã trải qua một quãng thời gian rất là khó khăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.